Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Chi Đạt. Thì trong video báo giá ngày hôm nay lên sóng với quý anh chị em và các bạn một con quay Alpha đời 2016. Nói chung là con này thì zin mộc anh em nhé, zin mộc vỏ trước còn theo xe. Nói chung là vỏ trước theo xe thì nói chung là cũng hơi mòn. Đấy thì anh em tham khảo thử, con này tầm giá 15.500. Xe thì có thương lượng nha anh em, có thương lượng nhẹ. Bên em thì có trả góp và ship xe đầy đủ hết, anh em tham khảo thử. Nếu mà đây con có nhu cầu thì có thể liên hệ lấy con này nha. Nói chung là giá cũng mềm anh em ơi, giá cũng mềm. 15 triệu và 500 thì cũng ok rồi anh em. 15 triệu 500 cũng ok rồi. Tại vì con này quay 2016 hàng bỏ mẫu. Cái nét chất xe của nó thì cũng được, còn được anh em, cũng còn mộc lắm. Nói chung là cái này thì vỏ theo xe anh em ạ, cái đát vỏ theo xe còn 2016 này anh em. Đấy, đát vỏ theo xe còn 2016 nha. Đây. Mộc không giảm tốt nha, không giảm tốt gì hết anh em ạ. À. Chất ốc rồi cũng còn đẹp lắm anh em. Chất ốc này, đó. Cũng còn rất là ok thì anh em tham khảo thử nha. Nếu mà anh em nào đang có nhu cầu và muốn tìm cái dòng này thì có thể liên hệ đến xe máy Di Đạt qua cái đầu số 0932325278. Căm còn nguyên hết anh em ơi, căm còn nguyên, còn vàng, còn sáng, còn đẹp lắm. Nói chung là con này mộc anh em ạ. À. Nổ sơn thì không tránh khỏi rồi anh em, nổ sơn thì không tránh khỏi rồi, nhưng mà nó nổ ít lắm, lỗ chỗ có xíu chỗ ngay cái chỗ góc này anh em. Đấy, còn cái trên này thì còn đẹp, trên này còn đẹp ha. 2016 hàng bỏ mẫu. Xe thì nói chung là cũng không phải là dàn cọp anh em ạ, nói chung là cũng ok, tạm được. Máy móc thì zin đây anh em, cục máy là cục máy zin anh em ha, tất cả ốc tán rồi là không có dấu chạm gì hết anh em ạ. Rất là đẹp, tại vì con này là gốc Biên Hòa anh em nhé, gốc Biên Hòa, gốc Biên Hòa nên là cái chất xe và chất máy của nó đồ là tất cả mọi thứ nó rất là đẹp anh em, nó mộc. Thì ở đây đất cát bụi bẩn thì nó chung chỉ là cát thôi chứ không phải là đất đỏ, nên là cái cục máy của nó rất là sáng và sạch luôn ha. Cái xe của nó nhìn nó khác biệt lắm, còn anh em mà ví dụ như mua xe mà cái vùng mà đất đỏ, huyện rồi đất đỏ rồi anh em, thì là cái chất xe nó rất là đen đó, nó không có được đẹp, nó không có được sáng. Đây, sử dụng theo 5 tháng thì có mòn và chảy ra anh em này. Đấy. Có sao quay vậy cho anh em nhé, có sao quay vậy. 2016 dành chân đồ tất cả mọi thứ còn rất là đẹp. 2016 anh em nhé, tem thông số còn, hộp xích cạc te là nguyên hết anh em ạ. Bán để chân đồ tất cả các thứ này, lốc còn nguyên, không có xi dặm hết anh em. Anh em coi từ cái tần số này, cái chất xe nó còn đẹp anh em ạ. Chất xe mộc nó vậy. Rồi anh em coi này, nước tán, nước ốc này. Vỏ sau thì không còn anh em nhé, vỏ sau thì không còn. Căm đồng niền thì zin thôi, căm đồng niền thì vô suy thôi, vỏ thì không còn. Cục còn nguyên đẹp lắm anh em này. Đấy, anh em coi tham khảo thử. Chất này là chất mộc nha. Bên em xe cổ bán ra như thế nào thì chia sẻ với anh em như vậy nha. Xe nó zin nó mộc hay là như thế nào thì bên em sẽ báo tất cả quý anh chị em tham khảo luôn. 15 triệu 500 thôi thì giá này còn thương lượng. Vỏ lốp sau là còn dày anh em này. Vỏ lốp sau còn dày nha. Anh em mua về là sử dụng ngay nhá. Mấy dòng này thì tiết kiệm lắm anh em. Đi nó cũng không có lỗi thời. Cái màu trắng này nó cũng đẹp nữa, đi nó không lỗi thời. Biển này sang tên được hết anh em nhé, gốc thành phố Biên Hòa luôn, 60F2 gốc thành phố Biên Hòa, xe còn đẹp lắm. Nói chung là chia sẻ lên hả, xe thì chìa khóa còn hai chìa luôn anh em, hai chìa nhé. Đấy, em đi hai bên tem bọc cho anh em tham khảo luôn. Đấy, cái dàn nhựa này, cái dàn nhựa của nó cũng còn đẹp anh em, dàn nhựa cũng còn đẹp. Rồi anh em tham khảo thử ha, chia sẻ lên anh em tham khảo thử, đẹp quá trời đẹp luôn, mộc nhé. Cái hàng này thì nói chung là về thì lâu lâu mới có anh em à, không phải là có nhiều. Bồ đen ha, bồ đen có ống tiêu, có quỷ, có ống tiêu nhé. Đấy, anh em nhìn cái chất ốc tán rồi chất xe rồi đánh giá rồi tham khảo thử. Với cái tầm giá 15 triệu 500 còn thương lượng thì anh em tham khảo thử ha. Nếu mà được thì anh em có thể liên hệ đến xe máy Di Đạt giúp em nhé, 0932325278. Đấy anh em.
ốc tán này, nói chung là còn rất đẹp. Con này cam kết với anh em là mộc nhá anh em, cam kết với anh em là mộc luôn ha. Chất xe thì rất là đẹp, anh em đến học chạy thử rất là ok. Rồi coi chìa khóa này, khóa còn hai chìa nha mọi người, khóa còn hai chìa. Nói chung hai bên bực đồ tất cả nguyên hết, tất cả các chi tiết này, bao tay còn nguyên hết, gù bao tay tiết còn nguyên, mặt đồng hồ còn nguyên ha, 29.000 ha, gần 30.000, con này gần 30.000. Nói chung là anh em bỏ tầm 15.500 ra thì anh em có một con gọi là zin mộc nhá, zin mộc nha anh em, xe là zin mộc. Này thì yên nó bị gãy rồi anh em ơi, yên này thì bị đứt rồi, hãy yên zin nhá, đứt đứt hết. Bây giờ mở đằng sau trong cho anh em nghe xem thử. Đây anh em coi cái bình xăng nhé, coi bình xăng coi cái chất ở trong. Hai mười sáu mà chất bình xăng còn đẹp á anh em, thấy không, em lau đi nó bóng loáng rồi, nó bụi này em lau đi nó bóng loáng rồi, đồ nghề đồ tất cả mọi thứ. Đấy, anh em tham khảo nha. Nói chung là để em rồi chút xíu nữa em nổ máy cho anh em nghe. Nói chung là cái chất máy thì cực kỳ êm luôn, cực kỳ êm ái, cực kỳ nhẹ nhàng nha. Cái tiền hàng xe hàng tầm 15.500 hàng chất lượng anh em nha, hàng chất lượng. Giá xe như vậy cái chiếc này quá trời mềm rồi. Giá này còn thương lượng nhẹ cho anh em. Đó, cả tay dắt rồi còn nguyên hết anh em. Rất đẹp nha. Bây giờ em nổ máy anh em nghe thử. Móc nó êm mà nó nghe đấy, anh em lên ga nghe thì tiếng máy rất là êm, rất êm và nhẹ nha. Đấy, rất là êm nha anh em. Thì anh em cũng nghe tiếng máy rồi ha, thì giá cả em cũng báo rồi. Nay nữa là chi tiết toàn bộ con xe thì em cũng quay chi tiết rồi. Nên là anh chị em nào mà đang có nhu cầu mà muốn chơi dòng này thì cứ liên hệ Di Đạt ha, 0932325278. Rồi, em cũng kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm nha. Hẹn anh em trong video báo giá tiếp theo nha. Rồi 2015, 2016, 15.500. Rồi vậy nha anh em.